chức của đại gia đình OS tổ chức chương trình Ngày Quốc tế Thiếu Nhi 1 tháng 6 dành tặng cho tất cả các bé thiếu nhi của thành viên xóm nhà lá của chúng ta, và hy vọng rằng sẽ đem lại cho tất cả các bé trong buổi tối đêm nay thật nhiều niềm vui, thật hạnh phúc và thật nhiều tiếng cười. Và để mở đầu chương trình của chúng ta tối ngày hôm nay, xin được mời toàn thể quý vị và các bé thiếu nhi chúng ta hãy cùng bước sang một thế giới ly kỳ, hồi hộp và có một chút gì đó huyền bí qua phần thể hiện của đôi bàn tay khéo léo nghệ thuật của một nghệ sĩ ảo thuật gia đến từ câu lạc bộ ảo thuật thành phố Hồ Chí Minh. Và một tràng pháo tay thật to, thật nồng nhiệt để chào đón ảo thuật gia Mr. Jin. Rồi, bây giờ tiếp chương trình tiếp theo thật là hấp dẫn. Thủ Thị Tiên sẽ mời hai bạn, một nam một nữ cùng chạm Thủ Tiên diễn biểu diễn ảo thuật. Bạn nào? Rồi, mời bạn áo đỏ. Rồi, mời bạn nam này luôn. Rồi, hai bạn lên đây. Hai bạn ăn no chưa? Trời, mới ăn mà đã no rồi. Hai bạn có bao giờ diễn ảo thuật chưa? Chưa. Rồi, bây giờ bạn hãy giới thiệu về mình. Con tên là Tốn. Bao nhiêu tuổi? Dạ, con 9 tuổi. Cô bạn? Con tên là Lan Lý Tiên, 10 tuổi. Rồi, cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Hai bạn hôm nay đi chơi ngày 1 tháng 6 rồi, hai bạn ba mẹ có cho tiền xài không? Dạ không. Rồi mỗi lần đi học có cho không? Không cho. Một người bạn không biết xài tiền. Còn bạn? Dạ không. Không luôn, hai bạn rất là ngoan. Rồi, bây giờ hai bạn có thích tiền không? Dạ thích. Rồi, đúng luôn, đúng bài luôn, ai cũng thích tiền á. Còn bạn? Dạ, con không thích lắm. Cũng không thích lắm mà hơi thích thích không? Rồi, bây giờ cô chị Jim sẽ cho hai bạn tiền để mua bán ngang ngang, ngày 1 tháng 6 mà. Trời ơi, sinh nhật có 5.000, con ngoan ngoan chứ sợ bao nhiêu? 9.000. 5.000, 9.000, bây giờ cho 500.000 được không? Dạ. Dạ có. Có 500.000 xài cũng được. Bạn chia nhau xài đi. Tiền đó chia cho bạn ngày nữa. Rồi chia đào ra cho người chút xuống dưới cũng lộn đó, người ít người nhiều. Rồi bạn chia được nhiêu rồi? Được nhiêu rồi, nhiêu tiền rồi? Không, không biết. Không biết luôn, đưa chú đếm rồi xem nhiêu. Ủa sao giấy không chứ tiền đâu, nói gì có 3.000, rồi bạn mấy ngàn vậy? Con không biết, tại vì nó là giấy trắng. Trời ơi, tiền là cái gì? Tiền bằng gì? Tiền bằng giấy. Thì đúng rồi, tiền bằng giấy đó, xài đi. Giấy là tiền, cứ đi ra ngoài mua bánh mua kẹo thì cứ nói chàng phù thị diễn, chàng phù thị xin đưa. Nghe, được không? Dạ. Dạ. Trời ơi, gan thiệt, cầm giấy đi mua bánh ăn công an bắt, đừng sao đổ thừa nghe.
Rồi thôi bây giờ chờ chú chỉ dẫn hai bạn thôi, bây giờ chú sẽ biến thành tiền cho hai bạn nha. Wow. Hai bạn biết cái này cái gì không? Không hả? Không hả? Cái này cái gì hả bạn? Hôm nay có cái túi rồi. Cái túi này túi gì hả? Không biết. Không biết luôn hả? Cái này là cái giò cá. Đúng không? Đúng cái giò cá không bạn? Dạ không. Không hả? Vậy không phải đâu. Nói chơi thôi. Cái này là túi thần kỳ. Túi này có thể biến ra tiền được đó. Bây giờ hai bạn hãy bỏ vô đây. Rồi tôi biến thành tiền nha. Ấm ma la tầm mùi xì xí mại. Ủa sao không? Nó cháy rồi trời. Đây để chú Hề lượm lên nha. Chú này xạo quá, giấy không biết làm tiền được. Quả các bạn có tin không? Tin mà giấy không biết làm tiền không? Có bạn nào tin không? Đừng xạo quá chú ơi. Ấm ma la tầm mùi xì xí mại giấy thành tiền. Rồi nói gì chú, ấm ma la tầm mùi xì xí mại. Ấm ma la xì bùa xé mại là gì trời, đọc lộn rồi nó không thành tiền, thành ráng, đừng nói sao khóc con em. Ấm ma la xà bùa xì xí mại. Không nói cũng được, khỏi phù. Bửa mặt chứ. Trời ơi, da nguyên cục nước miếng trong mặt luôn. Rồi. Bạn, chưa. Rồi, giơ tay cao lên, giấy thành tiền. Hồ biến, móc một tờ thôi nha, cho bạn này nữa nha. Rồi, thành tiền. Tiền nó xạo ghê. Cái gì vậy? Trời ơi, mới vô tiền tay có bốc nước mắm hay sao? Bốc gì luôn, giấy không mà trời. Giấy không hả? Ủa? Gì vậy ta? Thì bà nữ bốc sẵn cái cà chú. Ủa, giấy hay tiền hả bạn? Dạ, tiền. Ở đây nó tiền, đây nó giấy là sao trời? Tiền hay giấy? Giấy. Ủa sao kỳ vậy? Giấy. Tiền. Một mắt thay giấy, bóc lại. Ồ, biến. Bây giờ nói, ấm ba la xà bùi xì xí mại. Ấm ba la xà bùi xì xí mại. Ấm ba la xà bùi xì. Bò xích chứ bò xì nữa là chết luôn á. Nói lại, coi chừng nó biến ra, đừng nói phải đúng câu thành chú, thành tiền, chứ là thành rắn cắn con nhắm chịu á. Ấm ba la xà bùi xì xí mại. Ấm ba la xà bùi xì xí mại. Được, nói rất là rõ, rất là rành mặt, thổi phù. Ồ, biến thành tiền, móc một tờ thôi, cho bạn này móc nữa. Cái gì vậy? Wow, tiền thiệt các bạn ơi, vỗ tay nào. Tiền đó, làm gì từ từ, làm gì lấy tiền mê. Ấm là xì xí mại. Cũng là xì bù xí mại. Cũng xì bù, nó bởi vì móc giấy hoài chứ ớt. Ấm ba la xầm bù xì xí mại. Ấm ba la. Rồi, móc. Thành tiền, một tờ đi nha. Giấy nữa, bạn này chắc hồi sáng giờ ăn gì bốc nước mắm, tay đến nước mắm không vậy? Và bạn này nè, ấm ba la xà bùi xì xí mại. Ấm ba la xà bùi xì xí mại. Bốc một tờ thôi. Nhìn vậy. Wow. Tiền thiệt luôn. 70. Móc được 70.000, còn anh này móc giấy không à. Móc lần nữa các bạn. Móc lại coi. Ấm lên xùm xì xì mại. Khỏi nói, khỏi cái phù đi. Có nhẹ sợ dân nước miếng trong mặt chú thì sao hả? Rồi, móc một tay.